Annyeonghaseyo, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tất cả các cách xưng hô trong gia đình của người Hàn. Khá là phức tạp, các bạn hãy cùng theo dõi nhé. 증초 할아버지, 증초 할아버지, 고 ông. 증초 할머니, 증초 할머니, 고 bà. 할아버지, 할아버지, ông. 할머니, 할머니, bà. 친할아버지, 친할아버지, ông nội. 친할머니, 친할머니, bà nội. 외할머니, 외할머니, bà ngoại. 외할아버지, 외할아버지, ông ngoại. 어머니, 어머니, mẹ, hoặc miền Nam sẽ gọi là má. 아버지, 아버지, bố, ba, hoặc là cha. 나, 나, tôi. 오빠, 오빠, anh, đây là cách mà em gái gọi anh trai của mình. 형, 형, anh, và đây là con trai, em trai gọi anh trai của mình. 언니, 언니, chị, đây là cách em gái gọi chị của mình. Các bạn lưu ý nhé, con gái hay là con trai gọi chị của mình hoặc là gọi anh của mình thì nó sẽ khác, không giống như tiếng Việt. 누나, 누나, chị, đây là cách mà em trai gọi chị gái của mình. 매형, 매형, anh rể, đây là cách mà em trai nhá, em trai của vợ ấy, gọi anh của anh chồng, gọi anh rể. 형부, 형부, anh rể, đây là em gái, em gái của vợ, gọi anh rể, gọi chồng của chị gái mình ấy là anh rể, gọi sẽ là 형부. 형수, 형수, chị dâu. 동생, 동생, em. 남동생, 남동생, em trai. 여동생, 여동생, em gái. 매부, 매부, em rể. 형부, 형부, anh rể. 조카, 조카, cháu. Tiếp theo chúng ta sẽ có những từ vựng liên quan đến họ hàng bên nội. 친가, 친척. 형제, 형제, anh chị em. 큰 아버지, 큰 아버지, bác, chúng ta sẽ gọi là bác, tức là anh của bố. 큰 어머니, 큰 어머니, có nghĩa là bác gái. Bác gái ở đây tức là vợ của bác trai, tức là vợ của anh trai của bố mình ấy. 작은 아버지, 작은 아버지, chú, tức là em của bố. 작은 어머니, 작은 어머니, thím. 삼촌, 삼촌, chú hoặc là bác, thường gọi anh em của bố khi chưa lập gia đình. 고모, 고모, cô hoặc là bác, dùng để chỉ hoặc là gọi chị hoặc là em gái của bố. 고모부, 고모부, chú hoặc là bác, dùng để gọi những người là chồng của cô hoặc là bác ấy. 사촌, 사촌, anh chị em họ nói chung.
Tiếp theo chúng ta sẽ có những từ vựng liên quan đến họ hàng bên ngoại. 외가 친척, 외삼촌, 외삼촌, cậu hoặc là bác trai. Từ này thì được dùng để chỉ hoặc là gọi anh em trai của mẹ. 외숙모, 외숙모, mợ. 이모, 이모, dì hoặc là bác. Cái từ này thì được dùng để gọi chị là hoặc là gọi em gái của mẹ. Trong tiếng Việt thì nếu mà là chị của mẹ thì chúng ta sẽ gọi là bác, đúng không? Còn nếu là em của mẹ, em gái của mẹ thì chúng ta sẽ gọi là dì. Nhưng mà trong tiếng Hàn thì nó chỉ có dùng chung một từ này thôi, thì tùy thuộc vào hoàn cảnh mà chúng ta dịch là dì hoặc là bác. 이모부, 이모부, chú hoặc là bác. Chúng ta sẽ có từ này được dùng để gọi chồng của dì hoặc là chồng của bác. Cái từ này thì nó cũng khác tiếng Việt, đúng không? Tiếng Việt thì chú thì là chú, bác thì là bác, tức là chỉ hai người là người nhỏ tuổi hơn bố hoặc là người này là người lớn tuổi hơn, đúng không? Nhưng mà cái từ imobu này thì nó bao hàm cả cả chú và bác. Thế thì nếu mà dịch ra tiếng Việt thì các bạn phải tùy thuộc các bạn xem là cái người đó nhiều tuổi hơn hay là ít tuổi hơn mà chúng ta dịch là imobu. Dịch là chú hay là bác. 외사촌, 외사촌, anh em họ ngoại. Chúng ta chỉ chung là một từ 외사촌, tức là chỉ anh em ở họ ngoại. 이종사촌, 이종사촌, con của dì hoặc là con của bác, tức là con, cái người này được con của dì của bác, tức là chị và em gái của mẹ, thì chúng ta gọi là gì nhỉ? Cháu hoặc là tùy thuộc, thường gọi là cháu. Tiếp theo chúng ta sẽ có những từ vựng bên gia đình nhà vợ. 처가 식구, 아내, 아내, vợ. 장인, 장인, bố vợ. 장모, 장모, mẹ vợ. 처남, 처남, em vợ. 처제, 처제, em vợ. Từ này thì được dùng để gọi em gái của vợ. Còn cái từ 처남 ấy thì được dùng để gọi em trai của vợ. Trong tiếng Việt mình thì tất cả đều gọi là gì? Em thôi, đúng không? Nhưng mà tiếng Hàn thì nó chia ra. 처형, 처형, chị vợ. Từ này được dùng để gọi chị của vợ. Tiếp theo chúng ta sẽ có những từ vựng liên quan đến gia đình nhà chồng. 시댁 식구, 남편, 남편, chồng. 시아버지, 시아버지, bố chồng. 시어머니, 시어머니, mẹ chồng. 시아주머니, 시아주머니, anh chồng. 형님, 형님, anh. Cái từ này thì được dùng để gọi anh của vợ. 시동생, 시동생, em chồng. Từ này thì được dùng chung để gọi cả em trai và em gái của chồng. 토련님, 토련님, chú. Từ này được dùng để gọi em trai của chồng một cách tôn trọng. 아가씨, 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 cô. Từ này được dùng để gọi em gái của chồng. Chúng ta có thể gọi em gái của chồng là 아가씨, có nghĩa là cô. Thực ra khi mà akashi nó mang nghĩa là cô, còn khi mà chúng ta gọi thì chúng ta hiểu là gì? Akashi có nghĩa là gì? Em ơi đấy. Akashi, akashi, cô. Từ này được dùng để gọi em gái của chồng, chúng ta gọi là akashi. Dịch ra là cô, nhưng chúng ta hiểu là gì? Nếu như chúng ta gọi em gái của chồng, chúng ta hiểu là gì? Em ơi, em. Si sụp, si sụp, anh chị em chồng nói chung. Vừa rồi là những từ vựng về cách xưng hô trong gia đình. Khá là phức tạp, rất là nhiều, nhiều cấp bậc, nhiều lối nói họ nội, họ ngoại, bên chồng, bên vợ. Cũng giống như tiếng Việt vậy.
Vậy thì chúng ta hãy ghi nhớ nhé, để gọi sao cho chính xác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.